Rồi, hello, xin chào anh em nha. Mình Thắng Đổ Cần Thơ nha. Bữa nay mình tiếp tục với anh em gặp gỡ tơ nha. Dâu chập mắt thau trắng nha, 3 kg 30 kg. Gà này lông mã lồng gồng nha anh em, mắt thau trắng nha. Đó, cận cảnh đập mắt nha, mồng dâu ngã trái, cán hậu đẹp, bồng ẩm rất tốt rồi nha. Rồi, anh em có nhu cầu xin liên hệ trực tiếp với mình nha. Mình xin chào, xin cảm ơn, hẹn gặp lại nha. Chúc anh em buổi chiều vui vẻ.